Hello bà con, em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả bà con nha. Hôm nay bên em về rất là nhiều xe nè. Trần Anh sẽ quay chi tiết và báo giá về những mẫu xe còn lại bên Salon Ô Tô miền Nam chi nhánh 2 bên Trần Anh Ô Tô nha. Mấy mẫu xe cỏ về ít tiền về phục vụ cho bà con. Đây là mẫu Innova sản xuất năm 2009 cờ xịn anh chị nha. Form dáng đồng sơn nè. Máy con này 2.0, bằng xem nó một cái bộ áo màu ghi bạc anh chị ạ. Đồng sơn form dáng đẹp. Mẫu Innova đời 2009 form mới 2 thiếu khí. Mặt ca lăng trước của nó em nó là nguyên bản của nhà sản xuất nhé. Đăng kiểm tháng 10 năm 2021. Đồng sơn form dáng ok lắm. Nội thất anh chị. Nội thất anh chị mở cửa ra nhìn vô tấp bi tấp lô cực kỳ là sáng tài. Dễ ghế không? Ghế đẹp không? Ghế phụ full 5D nè. Bọc cho em nó một cái bộ áo màu rất là nhạt, nhìn rất là cá tính luôn. Dòng này người ta cũng đã lên màn hình Android nè. Cam dê HD đầy đủ tính năng trên con xe, vô lăng nè. Vô lăng 4 chấu. Dòng này không có khoan đục, không có dịch vụ anh chị nha. Nói chung đời 2009 là form mới, nó sẽ có 2 thiếu khí anh chị ạ. Xe full người chơi rồi. Tắp bi cửa thì phải nó gọi là cực kỳ là sáng tài anh chị, thấy tắp bi không? Tắp bi mới tinh rồi. Ghế nói chung là nội thất đẹp lắm. Đây ạ. Nội thất linh full 5D hết toàn bộ rồi, trần này. Trần nỉ 3 dàn lạnh nha. G xịn sẽ có 3 dàn lạnh, máy móc thì cực kỳ là êm ái rồi. Mua về anh chị đi chạy Tết rất là ok, tắp bi cửa đẹp không? Những cái vân gai này. Chạy ít chạy nhiều nhìn những vân gai cho Trần Anh. Đây anh chị, đây là phần tắp bi, phần ghế phía sau nè. Đó, chủ nhà đã bọc toàn bộ 5D rồi, mới tinh. Nội thất ở trong mới tinh, không một dấu hiệu chảy xước nha. Trần nè. Trần mới chưa? Đó, trần là trần nỉ. 7 chỗ ngồi là 7 Vida nha, máy 2.0 thôi. Con này bên Trần Anh bán vé 300 triệu. Đồng thời cô chú nào mua anh chị, mua bên Trần Anh có bớt. Anh chị thích góp, Trần Anh góp cho xe này nha. Ok chưa? Một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi đến với tay người sử dụng luôn. Em còn hơn mẫu Fortuner nè. Fortuner 2013 form mới hết toàn bộ nha anh chị nha. Đồng sơn form dáng đẹp. Để phân biệt được form mới hay form cũ, Trần Anh sẽ hướng dẫn cô chú anh chị. Hướng dẫn cô chú anh chị xem xe nha. Đây anh chị, đây là mẫu Fortuner đời 2013 là form mới. Form mới là nó sẽ có những gì ạ? À? Mâm cây nè. Đó, mâm cây nha. Và đồng thời nè, mũi heo. Đây anh chị, mũi heo nè. Cụm đèn thì nó vẫn như đời 2009 thôi, không khác cái gì đâu. Đó, mặt ca lăng nè. Anh chị thấy mặt ca lăng không? Mặt ca lăng mũi heo nè, mâm nè. Là form mới anh chị nha. Kết hợp là xi nhan trên gương chiếu hậu luôn. Fortuner này bên Trần Anh bán giá 605, cô chú anh chị mua bớt 15 triệu luôn. Đây anh chị, vô lăng nè. Vô lăng nguyên bản của nhà sản xuất mới tinh nha. Toàn là mẫu xe chiến không? Tắp lô tắp bi. Con này trang bị 2 dàn lạnh, ghế chủ nhà cũng đã bọc toàn bộ mới hết, toàn diện cho em đó rồi. Bọc một lớp da nè, cực kỳ là xịn. Vô lăng 4 chấu không dấu hiệu phai mờ nha. Chạy ít hay chạy nhiều phân biệt nè. Gương từ cụp từ mở nè, gương chỉnh điện nè. Đầy đủ tính năng cho con xe nỉ non chập trùng nguyên bản của nhà sản xuất luôn. Máy dầu 2.5 bản MT số sàn. Con này cực kỳ cho cô chú chị 7 lít thôi. 7 lít trên 100 km. Dòng xe Fortuner gầm cao bánh thoáng, trục lép dẫn động cầu sau anh chị nha. Trần nè, mới chưa? Đó, trần nỉ bọc nylon cách nhiệt hết toàn diện rồi. Xe nội thất liền lạc đẹp lắm. Đây cô chú chị. Đó là phong dáng của em Fortuner đó. Đam mê mẫu nè, alo cho em. Máy rin nồi. Rin nguyên bản của nhà sản xuất nha. 2013 mới có 7 năm thì cô chú anh chị đừng hỏi cho anh là xe có làm máy gì chưa nha. Chưa hề đụng chạm đến một con tán luôn. Hai cụm đèn phía sau nè anh chị ạ. Đó, hai cụm đèn phía sau của con Fortuner nè. Bản số Đồng Nai. G xịn nha. Hai cụm đèn bông. Phía sau chúng ta là trang bị hai cụm đèn bông nè. Đẹp chưa? Dòng này đăng kiểm vẫn 1.5 năm nha cô chú anh chị. Sát bên em còn một con Sorento hàng nhập. Con này đời 2009 hàng nhập nè. Xe đẹp chưa? Đỏ bột đô nha. Bằng xem nó một cái bộ áo màu đỏ bột đô. Mâm đúc nguyên bản của xe nè. Biểu tượng của Sorento, hai cục đèn phía sau rin nguyên luôn. Đây anh chị, Sorento hàng nhập nè. Cảm biến đầy đủ tính năng trên con xe rồi. Đỏ bột đô nha cô chú anh chị. Form dáng chuẩn chưa? Con này có 200 mấy chục triệu thôi. Con này số sàn nha. Con này là số sàn nè.
tích hợp vô lăng nè, kết hợp với số sàn nè, táp lô táp bi nè, đẹp ghế nè. Đó, ghế nè, cái thằng lính của Trường Anh đó, nó mang cái con xe này đi, nó bọc cả ghế luôn. Anh chị xem nè, nó bọc cả ghế luôn. Bọc ghế nè, thay sàn 5D nè. Đó, thay sàn 5D cho cô chú anh chị rồi, thấy không? Bọc hết rồi, bán luôn nha. Đó, đam mê mẫu này, alo cho em. Anh chị coi ghế phía sau nè, vừa mới bọc xong, chưa được 2 ngày. Anh chị xem nhé. Đó, sàn 5D đẹp không? Sàn 5D hết toàn bộ rồi. Serento máy 1.6 à, 7 lít nha chị nha, máy xăng. Dòng này là máy xăng số sàn. Xe đẹp, đồng sơn đẹp, kết hợp xi nhan trên gương chiếu hậu luôn. Đó, chuẩn chưa? Con này độ đâu đó tầm 26, 27 gì, 27 gì đó. Đây anh chị, em còn một con Gencha vừa mới về. Đây nè, một mẫu Gencha đời 2007, gờ xịn không dịch vụ nha. Không dịch vụ, sơn si rất là đẹp. Anh chị thấy bóng không? Màu trắng anh chị ạ, Trần Anh gọi là trắng Ngọc Trinh. Chắc chắn rồi, em hỏi trắng thì anh ấy phải là tinh Trinh. Trắng Ngọc Trinh. Sáng lắm, đăng kiểm tháng 6 năm 2011. Xe này vừa mới đăng kiểm. Nguyên bản con này là mâm sắt được ốp chụp mâm anh chị nhé. Xíu nữa Trường Anh đăng clip chi tiết con xe này. Được cái chất xe liền này, sơn xây ok, nội thất đẹp. Anh chị nè, biểu tượng của Gencha nè. Gencha là một dòng xe thương hiệu đến từ Hàn Quốc anh chị nhé. Máy 1.6 7 lít, 4 cánh cửa liền lẹt đẹp. Táp lô táp bi sạch sẽ nè. Con này thì chả trang bị gì hết, trang bị mấy cái đầu CD nghe nhạc vớ vẩn. Đây nè, mấy cái đầu CD nghe nhạc vớ vẩn thôi. Con này em mà bực mình lên tặng màn hình cam dê luôn, bây giờ tặng màn hình cam dê luôn cho nó sốc. Xe không dịch vụ nha, nỉ non rin nguyên bản của nhà xuất nè, nỉ rin nhá. Đó, táp lô táp bi liền lạc anh chị à. Đây nè, đó táp lô táp bi nè, liền lạc nhá. Con này đâu đó nó nằm tầm 150 gì đó. Anh chị mua bớt cho thêm ít nữa. Giao lưu lấy lọc 2/7. Phía sau là tay gối nè. Tay gối nguyên bản nhà xuất là nỉ non nè. Nỉ non là rin hết từ A đến Z luôn nha cô chú anh chị. Dây đai bảo hiểm an toàn đầy đủ tính năng trên con xe rồi. Một mẫu Gencha ít tiền và phục vụ che nắng che mưa, chở gia đình đi chơi cực kỳ là manly luôn. Trắng Ngọc Trinh, sơn si thì rất là đẹp. Mẫu xe cũ, mẫu xe cũ ốp đã qua sử dụng nha. Chạy ok, máy ngon lắm. Ở phong dáng của em Gencha nè, 4 vỏ tương đối là khá mới, 80-90%. Ở đâu đó giá nằm tầm 150. Em quay lại con dây nè, dây đời 2000, 7 chỗ, 130 triệu. Chơi sốc luôn, bớt 5 triệu, 125 triệu. Quá rẻ chưa, 7 chỗ GL xịn nha. Đời 2000, 125 triệu còn thu con xì bắt. Quá, giá rẻ quá trời. Đây anh chị nè, nội thất nè, ok chưa, ghế nỉ non chụp trùng nguyên bản luôn. Xe này xả lỗ rồi, xả lỗ toàn bộ rồi cô chú anh chị ạ. À, ok chưa, đó là phong dáng của mẫu dây. Dây GL, nói chung con này nếu mà nói đẹp, đẹp thì Trường Anh gọi là đẹp, nếu mà đẹp xuất sắc thì không có, nhưng mà được tầm 60% thì ok anh chị ạ. Quan trọng chất máy. Chất máy này đạt lên tới 80% luôn nha. Chất máy cực cọp luôn. Đây cô chú anh chị ạ, tiếp thêm một mẫu xe nữa nè. Toyota Atip sản xuất năm 2002. Bọn xem nó một bộ áo màu mận chính nha. Dòng này có hai phiên bản. Máy 1.3 và 1.8. 1.3 là bản taxi nha. 1.8 là bản gia đình. Để phân biệt được bản taxi và bản gia đình, hai điều để cho cô chú anh chị phải xem nhé. Một là bản 1.3 taxi không có ABS, máy 1.3, và đồng thời bản gia đình máy 1.8 có ABS, có túi khí, đầy đủ tính năng trên chiếc xe này nha cô chú anh chị nha. Một bộ áo màu mận chính, sơn si đẹp lắm. Xe cọp, bơm đút nguyên bản theo nhà sản xuất luôn. Rin nồi,
Đây anh chị nè, hai cụm đèn bông nè, đá xoáy vào nhau nè, hai cụm đèn bông đá xoáy vào nhau, đẹp cực kỳ. Toyota Corolla. Đây nè anh chị, Corolla Altis nè. Thấy chưa? Sơn si nè, nước sơn vẫn còn chất sơn rin. Xe này đã dọn rồi nha. Nếu mà nói xe rin là không đẹp được như vậy đâu, phải dọn lên đẹp. Thì cô chú anh chị biết không? Đó, bọn xe nó một cái bộ áo màu nho nha. Màu nho có nghĩa là mò nhau. Đẹp chưa? 1.8G. Chúng ta bước qua phần nội thất. Đập vô mắt anh chị sẽ là vô lăng 4 chấu, trang bị túi khí. Chỉ nhìn vào đây thôi là biết G xịn rồi. Và kết hợp nè, gương chính điện, táp lô táp bi đẹp tuyệt vời. Nội thất ở trong nè, siêu sáng anh tài luôn. Như một bức tranh chiều tượng của một hoàng hôn dần buông xuống anh chị nha. Lấp lóe đâu đó một ánh đèn tuyệt vời, nhẹ nhàng đầy khuyến rũ trong cuộc tình này luôn. S-Center tuyệt vời chưa? Anh chị coi táp bi nè, táp bi cực kỳ là liền lạc, sáng tài. Máy 1.8 máy xăng, kịch kim cho cô chú anh chị. Con này 8 lít thôi. Vì máy xăng Toyota siêu tiết kiệm nhiên liệu. Dòng này chừng anh gọi là nồi đồng cối đá anh chị nha. Nồi đồng cối đá đẹp tuyệt vời. Đây anh chị nè, chuẩn chưa? Con này bên Trần Anh lấy giá tới rồi nha. Tại vì xe này là Trần Anh không phải lấy lại của dân. Xe này Trần Anh lấy lại của lái. Xe đẹp lấy lại của lái, giá cao. Về Trần Anh kiếm 5-7 triệu Trần Anh bán. Bán 205 triệu. Cô chú anh chị nào mua bên Trần Anh có bớt cho cô chú anh chị luôn. Báo giá công khai rồi. Hai cụm đèn mắt liếc nguyên bản của tôi, Toyota Corolla Altis nè. Hai linh 1, 2 linh 2, 2 linh 2, 2 linh 3, 2 linh 4, 2 linh 5. 2 năm nó như nhau anh chị nha, phong dáng nó như nhau nhá. Ok chưa? Đẹp mê ly luôn. Chúng ta quay lại thêm tiếp tục thêm một mẫu Lai City. Đây anh chị nè, một mẫu Lai City là một đàn anh trước của một em Genche anh chị nhá. Sản xuất em nó năm 2009. Tiếp tục, anh họ Trắng thì em ấy chắc chắn là phải đi theo anh rồi. Chắc chắn là phải tinh chinh rồi. Không chạy đi đâu được. Hai cụm đèn nguyên bản của sản xuất, sơn si mới tinh, không một dấu hiệu chảy xước. Em này cũng 1.6, mức độ tiêu hao nhiên liệu 7-8 lít xăng trên 100 km. Dòng Lai City sedan 2 đầu bản MT. Daegu là một dòng xe thương hiệu của Hàn Quốc anh chị nha. Đăng kiểm tháng 7 năm 2021. Daegu nè anh chị, bản EX. Anh chị thấy đẹp không? Trắng ngọc trinh. Dòng này là 5 bông đúc luôn nè. Đây là đàn anh nè, Genche là đàn em nha. Riêng và so sánh giữa hai đối thủ Genche và Lai City cùng một hãng, thì như Trường Anh đánh giá trong năm 2020, khách hàng chọn Lai City vẫn nhiều anh chị nha. Lai City vẫn nhiều, đòn nó dài hơn con Genche, đi đầm hơn, máy rít hơn, chất hơn Genche nha. Đó là đánh giá sản phẩm từ những mẫu xe mà Trường Anh bán chạy nhất là mẫu Lai City. Genche thì đòn ngắn, form dáng nhìn đẹp, nhỏ gọn, thích hợp cho tất cả các chị em phụ nữ đi chạy, đi đu bơi, đường trường, rất là ok nhé. Mức độ tiêu hao ăn xăng thì nó cũng bằng nhau chị ạ, 7-8 lít thôi, tầm 0.6 hết cả mà. Đây nè, hai cụm đèn phía sau nè, biểu tượng chữ Lai City nè, dòng xe Daegu nè. Dòng này được cái hay hơn hàng Genche, Trần Anh vẫn kết. Chìa khóa rin theo xe, mở cốp điện và đây. Điều này chính là chúng ta hãy nói lên điều này nha. Đây anh chị nè, mở cốp điện nè, bấm vô, cốp điện đã mở rồi. Táp bi đẹp chưa? Vô lăng nguyên bản luôn, y chang vô lăng của Genche, chả khác cái gì. Anh chị xem nhá, táp bi táp lô, dòng này ghế nỉ nguyên bản nè, ghế nỉ nè. Đó, toàn bộ là ghế nỉ, toàn mẫu xe gia đình không à. Một mẫu xe gia đình anh chị nha, không có dịch vụ taxi trên con xe nên bà con cô bác có thể yên tâm. Táp lô táp bi nè, đẹp liền lẹt sạch sẽ như nhau nhá. Đó, đời 2009 nha, đời này vẫn đăng kiểm 1 năm nha cô chú anh chị. Đó, bà con cô bác đam mê mẫu Lai City này thì alo cho em. Xe chuẩn chưa?
Con này đâu đó cho anh bán giá 170 triệu nha. Cô chú anh chị mua phích 50 triệu gì đó chơi tới đi. Bán hết, bán nửa, bán sẻ. Và suốt cuộc đời này mãi mãi bán anh chị nha. Bán liên tục. Form dáng chuẩn chưa? Một mẫu Kia Carrera thì một người anh trai đã chốt cọc rồi. Đã chốt cọc cho Trường Anh rồi. Đó bên salon em bây giờ còn được mấy con đó. Bán quá trời. Thêm một mẫu xe Mazda. Mazda cảm ơn một người em trai thú ở dưới Cà Mau luôn. Trường Anh bán cho em trai có 40 triệu à. Anh chị có tin không? 40 triệu mà bắt đầu tầm ngày mai ngày mốt đăng kiểm xong. Xe này chạy về tới đất mũi Cà Mau luôn. Cuối đất mũi Cà Mau luôn. Nghe nói Cà Mau xa lắm. Xa cuối cùng bản đồ Việt Nam ngại chi mà Mazda không tới nha. Em ấy đi đâu em ấy cũng tới được hết á. Mẫu xe quỳ bóp thôi. Mà đi tới Cà Mau giao xe cho anh luôn là cô chú anh chị biết mẫu xe. Xe bên Trường Anh bán ra rồi. Riêng Đồng Sơn em không dám nói. Cục máy bao trâu. Con này siêu trâu luôn. Con này trâu già thích gặm cỏ non nè. Đây là con này nè. Đó. Mazda 323 đó anh chị. Anh chị nhớ đăng ký channel bên Trường Anh Auto. Và đừng quên bấm vào chuông thông báo nhé. Em cập nhật về rất là nhiều xe phục vụ cho bà con cô bác, từ những mẫu xe tiền, từ những mẫu xe đời cao nhé. Phương châm của Trường Anh làm việc nhanh gọn lẹ. Và hôm nay Trường Anh có một lời chúc sức khỏe đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị có một dịp Tết cùng gia đình, hưởng thụ một cái mùa không khí vui vẻ bên gia đình đầm ấm nhé. Happy New Year. Em kết thúc chương trình tại nơi này à. See you and goodbye.